thì tháng 11 mới đây đó cái ngọn nến tháng của Bitcoin đóng lại là cái ngọn nến tháng cao nhất trong lịch sử của Bitcoin. Các bạn thấy được là trong tháng 11 thì Bitcoin đã bắt đầu với cái mức giá là 13.737 và kết thúc của tháng 11 là 19.625. Đây là cái mức giá đóng lại của một ngọn nến tháng cao nhất trong lịch sử của Bitcoin. Khi là trước đây chưa bao giờ Bitcoin đóng lại với cái ngọn nến tháng cao như vậy. Cho các bạn nhìn vào tinh thần trước đây của Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin năm 2017 đó Mặc dù là các bạn thấy là cái giá cũng có thể đạt được cái mức tương tự Nhưng mà lúc đó là giữa tháng 12 và đóng lại còn đến tháng 12 thì Bitcoin đã tục trở xuống Cho nên cái mức giá mà đóng lại của năm 2020 này tháng 11 là cái mức giá cao nhất trong lịch sử của Bitcoin 19.625 Và cộng với đó thì các bạn thấy được là một trong những điều mà một số bạn hay hỏi thuận là Tháng nào thì Bitcoin đi xuống, tháng nào thì Bitcoin đi lên Đương nhiên là trong tương lai chúng ta không biết được Nhưng mình ta có thể nhìn vào quá khứ Thì trước đây, mỗi một tháng thì Bitcoin lời hay là lỗ như thế nào Lên hay xuống như thế nào Phần trăm ra sao mỗi một tháng Tại vì tình hình mỗi tháng là một cái tình hình rất là quan trọng Cho những cái nhà đầu tư truyền thống Cho những tổ chức đầu tư Tại vì những tổ chức đầu tư đó thường là người ta đầu tư lâu dài cho nên người ta sẽ không quan tâm nhiều đến những cái ngọn nến ngày hay ngọn nến tuần đương nhiên là không quan tâm đến ngọn nến ngắn hơn như là ngọn, là ngọn nến giờ hay là ngọn nến mỗi 4 giờ mọi người ở trong thị trường tài chính truyền thống khi mà nói tới những tổ chức đầu tư thì họ quan tâm đến là ngọn nến tháng tại vì họ đầu tư thì dài hạn cho nên nến tháng là một trong những ngọn nến mà rất nhiều người quan tâm đến nhưng mà nào mà trade stock cũng biết đây là một những ngọn nến mà ai cũng quan tâm đến thì chúng ta nhìn vào tình hình của bitcoin đi cho mình thấy được trên màn hình đây là một cái thống kê À, từ khi mà Bitcoin đổi bây giờ là năm 2011 cho đến thời điểm đến tháng 11 của năm 2020 Và cái phần trăm cho bạn thấy đây là cái phần trăm tính theo tháng Từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho đến tháng 12 Thì ở phía dưới này Average nghĩa là cái giá trung bình của một tháng là như thế nào Thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái trung bình phần trăm Thì các bạn thấy được là cái phần trăm mà xuống của Bitcoin đó hầu như là trong vòng thời gian từ năm 2011 tới bây giờ liên tục đi xuống là cái đó là tháng 9. Tháng 9 trung bình thì giá Bitcoin là xuống trừ 7%. Âm 7% Những tháng mà Bitcoin không có nhiều cái sự tăng trưởng Như là các bạn thấy được tháng 8 cũng vậy Chỉ tăng có 2% trong lịch sử mà thôi Nếu như tính theo trung bình Mỗi một năm tháng 8 là một tháng mà không có sự tăng trưởng mạnh Tương tự các bạn thấy được là tháng 3 cũng vậy Tăng 6% trung bình Và các bạn thấy là chúng ta hiện bây giờ là đã qua khỏi tháng 11, chúng ta bây giờ đã bước vào tháng 12. Thì lợi sử Bitcoin tháng 12 các bạn thấy được là một tháng thì trước đây cũng có cái sự tăng trưởng trung bình nhưng mà các bạn thấy là 2 năm qua, năm 2018 đó thì tháng 12 Bitcoin đã xuống 11%, năm 2019 thì tháng 12 Bitcoin đã xuống trừ -5%. Trung bình thì từ năm 2011 cho đến năm 2019 thì giá Bitcoin tăng trưởng tháng 11 chỉ khoảng chừng là 9% mà thôi. Tháng 1 cũng tương tự tăng trưởng 9%, mặc dù là tháng 1 của năm 2020 này các bạn thấy là có sự tăng trưởng 30%, nhưng mà trước đó năm 2019 là âm 10%, năm 2018 là âm 25%, năm 2017 là âm 3%, năm 2016 là âm 16%, năm 2015 là âm 31% nghĩa là tháng 1 thì trong dòng thời gian từ 1 2 3 4 5, 5 năm liên tục từ năm 2015 tới năm 2019 thì tháng 1 là một năm mà Bitcoin xuống giá, nhưng mà chỉ là cái tháng 1 của năm nay năm 2020 thì có cái sự tăng giá là 30%, cho nên trung bình thì tháng 1 vẫn là một cái tháng mà có cái sự tăng trưởng trung bình 9%, đi nhưng tương lai chúng ta không biết được. Thì nhìn vào tài liệu này các bạn thấy thấy cái tháng mà có nhiều cái sự tăng trưởng nhất trung bình đó chính là tháng 11 là tăng 53% tháng mà chúng ta mới vừa uh, qua được còn các bạn thấy được là kế đó là thứ nhì là tháng 4 tăng trung bình là 51% và kế đó là tháng 5 tăng 36%. Thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu này các bạn có thấy được là thôi ra mà nói cũng không có dễ dàng để các bạn có thể đoán được là tháng sau mà kiểu sẽ tăng hay là giảm cái sự tăng giảm đó thì tùy theo là mỗi một năm chứ không có phải là có đi theo một cái định luật nào ấn định hết. Các bạn thấy là có một số năm thì chúng ta thấy là đi xuống liên tục như là năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019 thì tháng 1 lâu năm mà đi xuống liên tục trước khi mà chúng ta bước qua năm 2020 đó thì nếu như mà các bạn bây giờ thời điểm bây giờ là các bạn đang là ở tháng 12 của năm 2019 thì nếu như được hỏi các bạn là tháng 1 của năm 2020 thì giá sẽ tăng hay là giảm thì dựa theo tài liệu lịch sử các bạn sẽ nói là cơ hội là giá sẽ giảm nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là chúng ta không thể đoán được tại vì đột ngột tháng 1 của năm nay thì giá lại tăng lên 30%. Cũng tương tự các bạn thấy được là à, tháng 2 của năm 2015, 16, 17, 18 và 19 thì đều là những cái năm mà tháng 2 tăng trưởng. Nhưng mà ngược lại tháng 2 của năm nay à, thì các bạn thấy lại đi xuống 9%. Cho nên khi các bạn nhìn vào lịch sử các bạn cần phải cẩn thận tại vì chúng ta không thể nào mà dựa vào những tài liệu này để đón được tương lai. Nhưng mà có một số những cái yếu tố có thể là nó là ảnh hưởng chung. Các bạn thấy được là tháng 3 thì phần lớn tháng 3 là đi xuống Tại vì sao? Tại vì nhiều người nghĩ là tháng 3 là một cái tháng mà nhiều người ở Hoa Kỳ họ cần phải đóng thuế. Và khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của tháng 3 thì các bạn thấy được là tháng 3 năm 2014, năm 15, năm 16, năm 17, năm 18 đều là những tháng đi xuống. Và thậm chí tháng 3 của năm nay cũng là một tháng mà có cái sự xuống giá. Nhưng mà sự khác biệt của năm nay là một năm mà có dịch bệnh cho nên... Tháng 3 là một cái tháng mà các bạn cũng nên nhớ là Bitcoin đột ngột xuống chỉ còn có 4.000 đô mà thôi. Nhưng mà trên trung bình thì các bạn thấy được là tháng 3 là một tháng mà không có sự tăng trưởng nhiều Phần lớn nhiều năm là tháng 3 có sự xuống giá thì nhiều người cho là ảnh hưởng là liên quan đến thuế Thường là thuế ở Hoa Kỳ là đóng vào ngày 15 Tây tháng 4 Năm nay thì đương nhiên dịch bệnh thì dời lại đến tháng 7 Nhưng mà bình thường các bạn thấy được là mọi người phải đóng thuế trước ngày 15 tây tháng 4 thì nhiều người cho là những người mà trade crypto đó khi mà họ có lời thì họ cần phải khai thuế và khi mà họ thay mà có lời thì họ phải đóng thuế Cho nên nhiều người cho là tháng 3 là một cái tháng mà nhiều trader ở Hoa Kỳ Cần phải bán crypto của mình để mà có tiền đóng thuế Cho nên tháng 3 đầu tháng mà có sự xuống giá Tuy nhiên các bạn thấy được là chúng ta cũng không thể nào mà chỉ dựa vào tài liệu này Mà các bạn có thể đưa quyết định là tháng nào sẽ lên, tháng nào sẽ xuống Mà các bạn phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau và tin bây giờ so với năm 2019 đã khác, so với năm 2007 đã khác, so với năm 2013 lại càng khác hơn, cho nên các bạn cần phải dựa vào nhiều tố khác nhau và đương nhiên thường cho cố gắng đưa ra nhiều tài liệu để các bạn có thể có thêm những tài liệu để đưa ra quyết định là các bạn cần phải có những chiến lược đầu tư như thế nào. Hay là nếu như các bạn thích trade thì các bạn có thêm nhiều thông tin để các bạn có thể nắm được và đương nhiên nếu như bạn là một trader thì bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin liên quan đến những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là tham gia vào những cái sàn margin như là sàn margin FX hay là các bạn có tham gia vào những cái sàn như là sàn Binance quốc tế cũng như là Binance.com các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot hay là giao dịch thông thường hay là được giảm 10% phí giao dịch future hợp đồng tương lai thì các bạn có hai cái link đăng ký các bạn chỉ đăng ký một trong hai link mà thôi thì các bạn cũng có thể tham khảo những cái sàn như là sàn Binance US à, sàn Bybit cũng là một cái sàn margin và các bạn có thể tham gia những sàn ở Hoa Kỳ như là Coinbase hay là sàn Remitano và dùng BlockFi tham gia BlockFi có thể nhận được bonus lên tới 250 đô la để những cái dịch vụ và những cái sàn mà các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách ta bấm vào cái link ở phía dưới đương nhiên trading crypto và nhất là trading margin thì có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không có kinh nghiệm trading bản thân thuần các bạn cũng đã biết là chỉ thích trung bình giá và đầu tư dài hạn mà thôi đây chỉ dành như bạn nào mà thích trading nhưng mà các bạn không nên để quá nhiều tiền ở trên sàn tại vì bất cứ lúc nào sàn cũng có thể gặp vấn đề như là tình hình liên quan tới OKX các bạn đã thấy là mới đây thì những người mà sử dụng OKX đột ngột không rút tiền được trong thời gian là hơn một tháng vì lý do đó các bạn không nên để quá nhiều tiền trên bất cứ một nền tảng nào thì bây giờ chúng ta hãy nói tới những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay thì ở trên trang web Contagraph có một số những cái thông tin mà tôi nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến tình hình của thị trường tài chính nói chung cũng như là Bitcoin trong tuần này thì đầu tiên hết các bạn thấy được là tình hình liên quan tới in tiền thì càng rõ ràng hơn là nếu như mà Joe Biden nhận chức trở thành tổng thống kế tiếp thì các bạn thấy được là Joe Biden cũng đã đưa ra cái quyết định là ông ta có ý định là in tổng cộng là 7 nghìn tỷ đô la cho một cái gói hỗ trợ để mà chống lại tình dịch bệnh. Không chỉ riêng là cái hỗ trợ này mà đây là cái số tiền mà Joe Biden nói là có thể là in ra để mà hỗ trợ tình hình thị trường chống lại. Tình hình COVID bây giờ Thì các bạn thấy được là nếu như mà lại in thêm 7.000 tỷ đô la Thì các bạn thấy được là cái phần trăm lạm phát Sẽ lại càng tăng hơn Và đây cũng sẽ là một trong những điều dẫn đến Cái giá trị của đồng đô la Sẽ bị giảm xuống So với điện đồng khác Các bạn thấy được là trong năm nay thôi Chúng ta nhìn vào DXYD Đây là cái index của đồng đô la Có nghĩa là đây là cái biểu đồ so sánh giá của đồng đô la so với giá cả của một số những cái đồng của những cái quốc gia thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào từ đó tới bây giờ đi thì cái giá cả của đồng đô la cho chính là cái đường mà các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đã càng ngày càng đi xuống bắt đầu từ tháng 3 lúc mà dịch bệnh bùng nổ ở Hoa Kỳ đây là cái biểu đồ so sánh cái giá của đồng đô la với đi những cái đồng như là đồng euro đồng yen của Nhật Bản, đồng pound sterling của nước Anh đồng Canada, đồng Swedish Krona và đồng Swiss Franc. Cho nên khi mà so sánh đồng đô la với những cái đồng mà thuận mới về New ra thì các bạn thấy được là giá trị đồng đô la càng ngày càng giảm xuống và đây là một cái dấu hiệu tốt về sự tăng trưởng giá cả của Bitcoin. Đương nhiên Bitcoin là một loại tài sản thì khi mà đồng đô la mất giá thì Bitcoin là một loại tài sản cũng sẽ tăng giá mà thôi. Và không chỉ là Bitcoin mình thường cảm thấy là ngay cả những cái loại tài sản như là bất động sản hay là chứng khoán cũng sẽ có cái sự tăng giá theo thì chúng ta thấy được là không chỉ riêng là Joe Biden mà ngay cả một trong những người mà Joe Biden có ý định là bổ nhiệm trở thành bộ trưởng bộ tài chính đó chính là Janet Yellen thì Janet Yellen trước đây chính là chủ tịch của cục dân bang của Hoa Kỳ có nghĩa là Fed đó thì khi mà Janet Yellen là chủ tịch của Fed thì bà ta cũng không ngần ngại về cái tư tưởng của mình là rất là thích in tiền để mà giải quyết mọi việc nếu như Joe Biden nhận chức và Janet Yellen trở thành bộ trưởng bộ tài chính thì việc in tiền sẽ càng ngày càng mạnh hơn. thì điều này sẽ dẫn đến là tiền mất giá, những tài sản sẽ tăng giá trong đó sẽ có bitcoin nhưng mà ngược lại một trong những cái vấn đề dẫn đến cái sự phản phụ đó chính là khi mà các bạn càng in tiền, tiền càng mất giá thì dẫn đến là cái sự khác biệt giữa giàu và nghèo càng ngày càng cách xa hơn như tôi đã chia sẻ trước đây các bạn thấy được là người giàu thì họ có tài sản, họ có chứng khoán, họ có bất động sản, họ có bitcoin, họ có vàng vân vân. thì đây những cái loại tài sản mà khi mà đồng đô la mất giá thì tài sản của họ cũng sẽ tăng giá cho nên trên căn bản họ có thể là chống lại được cái sự lạm phát nhưng mà người nghèo thì họ không có tài sản họ chỉ có tiền mà thôi tiền mặt trong tay mất giá mất giá khiến cho cái sự khác biệt giữa giàu với nghèo ngày lại càng xa hơn và đây là một cái phản phụ của in tiền thì chúng ta ngoại trừ điều này ra chúng ta sẽ nói tới gói hỗ trợ đây là một trong những cái tin tức rất là nóng bỏng trong tuần này mọi người đều đang quan tâm đến gói hỗ trợ kế tiếp khi nào sẽ được thông qua thì cho đến tối ngày hôm nay thì thông tin chúng ta nhận được là có thể là ngày mai sẽ có một phiên bản có hỗ trợ và phiên bản hỗ trợ này bao nhiêu chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà chuẩn đó bây giờ là có thể lên tới một nghìn tỷ đô la và một nghìn tỷ đô la này sẽ có những cái mục để mà hỗ trợ những cái doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ những cái chính quyền địa phương để mà chống lại dịch bệnh nhưng mà lại không có một cái mục mà nhiều người đang quan tâm đến đó chính là một cái check cho người dân của Hoa Kỳ với cái số tiền là một nghìn hai trăm đô các bạn thấy được là điều này cũng rất là ngộ tại vì chúng ta đã nói tới trước đây khi mà thường cover những cái tin tức liên quan tới gói hỗ trợ thì mọi người có nghĩa là các bạn thấy được là đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa và bên của Tổng thống Donald Trump thì đều đồng ý là gỡ một cái check 1.200 đô, đây là cái check thứ nhì sẽ gửi tới cho người dân thì mọi người đều đồng ý đây là một cái mục mà không thể thiếu nha bây giờ những cái đề xuất gần đây thì lại không thấy nói tới 1.200 đô chúng ta sẽ coi câu 1.200 đô này có hay là không để coi coi là khi mà có hỗ trợ kế tiếp được thông báo chi tiết thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn coi coi đề xuất của hỗ trợ đó có cơ hội để được thông qua hay không và bài viết này chủ yếu nói là Bitcoin là một cái tài sản mà đang nằm trong một cái thời kỳ mà có thể trở thành một trong những loại tài sản được hưởng lợi nhuận tại vì tình hình kinh tế bất ổn dẫn đến in tiền tình hình của tài chính chính trị bất ổn dẫn đến là những tiền pháp định mất giá và Bitcoin sẽ trở thành một trong những cái loại tài sản mà được hưởng cái lợi nhuận là có sự tăng giá và ngoài chuyện đưa ra thì các bạn thì được là cái sự FOMO có nghĩa là cái sự mà hứng thú của những nhà đầu tư lớn thì vẫn tiếp tục tăng lên các bạn thấy được rằng ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe nói tới cái thông tin liên quan đến công ty Michael Strategy uh, lại muốn bán tổng cộng là 400 triệu đô la Trái phiếu của công ty thì 400 triệu đô la trái phiếu của công ty này đó thì công ty Microsoft nói là có thể là khi mà họ bán trái phiếu công ty đó thì họ có thể dùng một số tiền này để họ mua thêm Bitcoin. Cho đến thời điểm bây giờ thường cũng không biết được là công ty Microsoft này muốn trở thành một công ty lưu trữ Bitcoin hay là muốn tiếp tục kinh doanh như là một công ty cung cấp thông tin điện toán. Các bạn được là cái số lượng Bitcoin mà công ty này lưu trữ bây giờ đã lên tới 40.824 Và với cái sự tăng trưởng giá cả của Bitcoin thì thực sự mình nói là nếu như Bitcoin tiếp tục tăng trưởng Thì công ty này sẽ trở thành một công ty mà có vốn hóa rất là cao Và không phải là vốn hóa này là đến từ cái lợi nhuận của công ty Cái vốn hóa này là đến từ công ty lưu trữ rất là nhiều Bitcoin Và bây giờ thì chúng ta nhận được thông tin là cái số trái phiếu này họ bán thì sẽ có cái ngày hết hạn là trong vòng 5 năm và công ty Marco Strategy sẽ cho những người mà lưu trữ trái phiếu này có thể là chuyển đổi trái phiếu này thành tiền mặt hay là thành cổ phiếu loại A của công ty bắt đầu từ tháng 12 của năm 2023. Chúng ta có thể tiếp tục theo dõi coi là công ty Marco Strategy sẽ tiếp tục mua Bitcoin ở những cái mức nào. Và đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều thông tin thú vị trong cái video này và bản thân thường thì thường muốn tiếp tục tìm hiểu coi coi là chúng ta có thật sự là sử dụng những cái tài liệu on-chain để đưa những cái phân tích mà có lợi ích trong việc trading hay là không tại vì tôi cũng muốn hỗ trợ các bạn trong những cái thông tin mà các bạn có thể sử dụng được ngay lập tức chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều những cái thông tin thời gian dài hạn cho những người nào mà đầu tư lâu dài nhưng mà thường biết cũng có rất nhiều bạn ở trên channel này rất là muốn có những cái thông tin mà có thể sử dụng trong thời ngắn hạn cho nên đây cũng là một trong những cái nỗ lực mà thường muốn mang đến cho các bạn trong thời gian tới đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm những cái tài liệu on chain và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn